Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày gần cuối cùng của tháng rồi đúng không? Ngày 30 tháng 3. Thì rất là may mắn và tình cờ thì cuốn sách này đã được giao hàng, Tiki giao hàng rất là nhanh. Thì giao ngay cho mình trong cái ngày cuối này và mình đã có cơ hội đọc nốt một cuốn sách này. Thì cuốn sách này nằm trong bộ sách là Bác sĩ tốt nhất là chính mình. Có đến khoảng tầm 9 đến 10 cuốn sách gì đấy. Mình không biết mình nhận được hết chưa ấy mà. Thì khoảng tầm 10 cuốn sách. Cái lý do mà mình chọn bộ sách này thì tại vì mình search trong top Tiki những sách hay về sức khỏe, những sách top bán như kiểu bán chạy về sức khỏe thì nó nằm ở trong cái top đấy. Và tiếp theo nữa là mình rất thích cái câu nói này, bác sĩ tốt nhất là chính mình. Mình không biết là do hiệu ứng của truyền thông hay do ai đã nói với mình, nhưng mà mình rất rất tâm đắc cái câu nói này từ cách đây khoảng hơn 2 năm trước, khi mà mình làm trong một công ty mà cái công ty đấy, cái môi trường nó hoàn toàn là sống tự nhiên, lành mạnh, sử dụng những cái nguyên liệu hàng ngày như kiểu là thảo dược để chữa bệnh thay vì phải dùng thuốc ấy. Thì mọi người xung quanh đều nói với mình rằng là cơ thể của bạn là một cái điều rất là kỳ diệu và hoàn toàn có thể tự hàn gắn, tự chữa bệnh. Và mình rất là tin cái điều đấy, và mình đến mức là mình hơn mù quáng trong việc mình không dùng thuốc. Thì bởi vì cái tên hay như thế nên lý do mình đã mua cuốn sách này và mình tìm đọc. Thì khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình phải khẳng định là mình rất là ngạc nhiên, tại vì là nó không hay như mình mong muốn. Hoặc có thể là đối với, có thể là vì cái kiến thức của mình tại thời điểm này đã vượt qua cái cuốn sách này rồi. Tức là ý của mình không phải đang nói rằng là kiến thức mình nhiều thế nào, mà ý là những cái cơ sở hiểu, những cái nền tảng để hiểu về những cái nội dung trong này thì mình đã đọc rồi và mình đã áp dụng nó rồi, và mình cần nó nhiều hơn như thế nữa. Thì mình kỳ vọng ở cuốn sách này khá là nhiều. Và khi đọc cái câu mà bác sĩ tốt nhất là chính mình, thì cái kỳ vọng của mình là cái sự thấu hiểu về cơ thể của mình như thế nào. Bạn sẽ dùng cái gì để điều trị, bạn tĩnh tâm hay là gì đấy. Thì cuốn sách này nó chỉ là được một phần của cái việc đấy thôi. Thì đấy là một vài cái review rất là tổng quan về cảm xúc của mình khi đọc cuốn sách này chẳng hạn. Mặc dù là nhìn bìa sách thì nó rất là có vẻ là cái nét vẽ rất là tây đúng không? Nhưng mà mọi người hãy nhìn tên bác sĩ ở đây. Thì bác sĩ này là tên là Hồng Chiêu Quang, và có do bạn Huỳnh Phúc Anh hay là ai đấy tên là Huỳnh Phúc Ái dịch chẳng hạn. Thì khi đọc vào trong thì mình biết cuốn sách này là tuy là vỏ và ruột vỏ thì là trông rất tây, nhưng mà cái tên rất tây, phải hỏi tím sẽ giải thích sau cái tên này tây, nhưng mà nó lại hoàn toàn là của Trung Quốc. Cái việc đấy không có cái ý gì với cái việc vào Trung Quốc làm sao cả. Trung Quốc cũng có những cái nền y học rất là mạnh, còn nhiều mạnh hơn mình gấp cả 10 lần, và họ cực kỳ là kiểu như tinh hoa ấy, kiểu như thế. Nhưng mà để bạn hình dung rằng là câu chuyện rằng là không nhất thiết cứ phải là một cuốn sách của châu Á, châu Âu mới có thể bán chạy. Những cuốn sách Trung Quốc là những cuốn rất rất bán chạy trong thời điểm này, miễn sao là cái nội dung của nó đủ hấp dẫn chẳng hạn, đúng không? Ok, câu chuyện đó là trong cuốn sách này, bây giờ mình sẽ đi qua một vài cái điểm về nội dung cuốn sách này nhé. Thì trong cuốn sách này có đề cập đến bác sĩ này là người nghiên cứu về y học dự phòng, và cái trong toàn bộ cuốn sách này đề cập đến cái việc tầm quan trọng của việc phòng bệnh hơn là trị bệnh. Nếu bạn phải bỏ ra 1 đồng để phòng bệnh thì nó tốt hơn bạn sẽ thay vì bạn sẽ phải trị bệnh bằng 10 đồng. Ví dụ như nếu mà bạn chịu khó mà sử dụng hoặc uống thuốc, hoặc là có một cái lối sống lành mạnh hàng ngày mà nó sẽ giống như bạn khoảng tầm đâu đấy 100.000 một lần đi, thì thay vào đấy nếu mà bạn không làm như thế mà bạn phải chấp nhận cái việc bị bệnh, đến thời điểm bị bệnh rồi mình mới can thiệp ấy, thì có thể tốn của bạn hàng chục triệu đồng, nên nó tốn rất rất là nhiều. Thì trong toàn bộ cuốn sách này tác giả rất là thống nhất về cái quan điểm đó là ưu tiên về việc phòng bệnh. Ok, trong cuốn sách này có 4 nguyên tắc rất là đơn giản, và cũng nguyên tắc này mình tin rằng là hầu như có thể là các bạn, những người xem video này của mình thì mọi người đều đồng ý và thậm chí là đều biết rồi. Thứ nhất là ăn uống hợp lý, thứ hai là thể dục điều độ, thứ ba là cai rượu thuốc các chất gây nghiện kích thích, thứ tư là tâm trí ổn định. Nếu mà phân tích kỹ hơn thì cuốn sách này sẽ đi vào từng cái góc độ rất là kỹ. Ví dụ như ăn uống hợp lý thì tác giả có những nguyên tắc rất đơn giản để bạn nhớ, nguyên tắc 1 2 3 4 xanh đỏ tím vàng. Thì 1 2 3 4 thì nghĩa là ví dụ như một bịch sữa mỗi ngày, hai cái gì đấy, ba cái gì đấy, 500g đạm ấy, gì đấy kiểu như thế, 3 phần đạm. Xanh đỏ tím vàng là ăn những đồ màu xanh, đồ màu đỏ, đồ màu tím vàng, thì rất là có liệt kê rất là chi tiết, các bạn hãy tìm đọc trong cuốn này. Hoặc là nếu các bạn lên trên mạng search thì có thể một số các cái kiểu như thế. Mình tin rằng là khoa học hoặc là báo chí truyền thông nói chung đều đồng ý với điều này, nên là bạn có thể tìm về kiến thức đấy rất là dễ dàng. Thứ hai là thể dục điều độ. Thì trong cuốn sách này có đề cập đến cái việc là đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Đi bộ nhá, chạy bộ chậm, đi bộ. Tiếp theo là cuốn sách đề cập đến việc là cai rượu thuốc và chất gây nghiện. Thì cái này chắc con cũng quá hiển nhiên về việc mọi người đồng ý rằng là thuốc lá thì có hại sức khỏe, hay là uống rượu thì cũng được, nhưng mà không nên uống quá những 100ml mỗi ngày.
chẳng hạn thế, và tâm trí ổn định. Thế tác giả có đề cập đến cái việc là tâm ổn định, dưỡng tâm và bình tĩnh. Những người mà quá vui, quá giận, quá căng thẳng, quá lo lắng thì đều tạo nên những cơ thể không khỏe mạnh, không tốt và sẽ rất là nguy hiểm sức khỏe một thời điểm nào đấy. Thì mình thấy hoàn toàn đúng, không có một cái điều gì để phản đối cả, nhưng mà nó không được như kỳ vọng của mình, tại vì mỗi người có sự kỳ vọng khác nhau. Đối với mình thì mình kỳ vọng nhiều hơn ở cuốn sách này. Mình kỳ vọng ở cái việc là bạn sẽ hiểu như thế nào về cơ thể của mình, bạn sẽ ứng dụng ra làm sao. Thì cuốn sách này nó đi ở một cái tầm tương đối là cơ bản của mình, nó chỉ là một cuốn số 1 thôi. Thì mình hy vọng là nó sẽ có ở những tập sau thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì có một cái thống nhất lạ trong cả bốn cái nguyên tắc đấy. Thì thứ nhất, tác giả tóm tắt lại là bác sĩ tốt nhất là chính mình. Thứ hai đó là thuốc, cái thuốc tốt nhất cho căn bệnh của bạn đó chính là thời gian. Ở đây thứ nhất là thời gian, trong cái sách này không phân tích nhưng mà mình nghĩ rằng là tác giả đang hơi đi lệch hướng ở cái đoạn rằng tác giả đang nói rằng là chữa kịp thời tốt hơn là để nó quá. Ví dụ như ông bảo rằng là nếu mỗi ngày uống điều độ một liều thuốc nào đấy thì sẽ tốt hơn là việc mà đến lúc nó xảy ra bệnh rồi, cái này hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà mình nghĩ rằng tác giả đang hơi hiểu sai hoặc là hơi manipulate, thì kiểu ngụy biện và đẩy sang một cái hướng khác. Thì kiểu như là tác giả, còn mình thì quan điểm rằng là thời gian sẽ chữa lành căn bệnh đấy, vì cơ thể của mình là một cái khả năng, một cái cỗ máy cực kỳ tuyệt vời và nó rất là tinh vi và nó có thể phục hồi được. Thứ ba là về cái sự yên tĩnh, cái tâm trạng tốt nhất đó là cái sự yên tĩnh, đó là khi mà mình cân bằng, mình dung hòa giữa vui buồn, cáu giận, căng thẳng, tức là mình không để những điều đấy xảy ra quá mà mình cân bằng nó lại. Và cuối cùng là đi bộ là thể dục tốt nhất. Thì bốn cái điều này là cái tổng kết của cả cuốn sách này, mình thấy rất hay và tâm đắc. Tại vì sao? Tại vì nó không phải là cái sự tổng kết của tác giả mà nó là tổng kết của một người khác, cái người mà mình thấy kiểu hâm mộ hơn ấy. Thì cái người này tên là cái này gọi là, mình gọi thế nào nhỉ, giống như xem phim Trung Quốc nhiều, các bạn có biết những cái danh y của Trung Quốc ngày xưa kiểu Hoa Đà tái thế kiểu như thế. Thì ở phía gọi như là nền văn hóa châu Âu ấy, Mỹ gì đấy, mình nghĩ châu Âu. Thì ở Hy Lạp thì có một cái danh y tên là Hippocrates. Thì là ông sống ở cách đây khoảng 2400 năm cơ. Và ông ấy là người, tức là cái tên này, mình thích sách của này, nó hay ở cái tên, bởi vì cái tên này nó là cái tên đi từ cái quote của tác giả, của cái ông Hippocrates này. Ông ấy nói rằng là cái bản năng, cái liều thuốc tốt nhất cho người bệnh đó là bản năng của họ. Tức là họ là người rất hiểu cơ thể của họ và họ biết sẽ phải làm như thế nào và làm gì. Và chính ông ấy cũng nói rằng là thời gian nó sẽ healing ấy, nó healing, nó sẽ là cái liều thuốc tốt nhất để healing mọi căn bệnh. Và ông nói rằng là walking, ông nói từ hàm từ walking nghĩa là đi bộ, cũng là một trong những liều thuốc cực kỳ tốt của loài người. Kiểu khi mà mình trong cái vòng việc phòng và trị bệnh đấy, thì bốn cái tóm tắt của tác giả về bác sĩ tốt nhất là chính mình này, liều thuốc tốt nhất là thời gian này, tâm trạng tốt nhất là sự yên tĩnh, và cái sự thể dục tốt nhất là đi bộ, thì nó tóm tắt từ những câu từ cách đây khoảng 2400 năm của cái danh y Hippocrates đấy. Thì đó là một trong những lý do cái mà mình tóm tắt lại được cuốn sách này. Còn ngoài ra nếu các bạn muốn đi chi tiết hơn về cuốn sách nội dung như thế nào thì các bạn có thể tìm hiểu trong cuốn sách này nhá. Nhưng mà mình tin là cũng không có nhiều hơn như thế ngoài những cái câu chuyện tác giả kể về bên Trung Quốc, của những người bên Trung Quốc thôi. Thì cuốn sách này đối với mình nói là nó khá là hài hước, tức là cái đọc cái ngôn từ ấy, kiểu ngôn từ nó hài hước, như tác giả dùng từ là nói trắng ra, hay là tóm lại là xong rồi kiểu nó cũng khá là dí dỏm. Bác sĩ này khá là dí dỏm. Mình hy vọng là bản thân mình sẽ đọc được nhiều cái hay hơn ở những cuốn sau. Thì những cuốn sau mình sẽ review lại cho các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.